con mãi mẹ con rồi cho bảo biết đi cái xe chở của con tôi bầu con quất cho con một phát luôn. Sao ai có ăn hiếp con hết chơi vậy? Ai cũng đánh con, la con hết chơi vậy? Chú bảo đánh cho con một phát luôn. Ừ, rồi tại sao coi ba mẹ la con? Đánh tại con? Tại ba mẹ la con hoài à. Thì sao ba mẹ la con hoài? Chú bảo cho con một phát hoài luôn. Thì sao ba mẹ bảo đánh con một phát? Ba mẹ cũng như vậy hoài. Chú bảo cũng cho con một phát hoài luôn. Tại sao ba mẹ la con? Tại sao ba mẹ không thương con? Tại ba mẹ nghỉ chơi con luôn. Tại sao ba mẹ nghỉ chơi với con? Tại ba mẹ lúc nào cũng như vậy. Đâu có đâu. Ba mẹ luôn ba mẹ đó ba mẹ luôn luôn thương con mà. Ba la con cũng luôn. Ba la con 10 cái, 100 cái con có thương về không? Là sao? La con một cái là con bảo quấn cho con một phát hoài luôn, con cũng thương. Tôi bảo quấn cho con một phát nhẹ nhẹ thôi, con được thương. Tôi bảo ba mẹ ra mẹ ra con hoài, xong rồi con muốn thương mẹ không, mẹ ra con tức rồi à, con thương mẹ, con thương mẹ. Con phải hỏi tại sao là hỏi bản thân con đi, tại sao là con làm gì mà làm để ba mẹ la con? Ba mẹ la lúc nào ba mẹ cũng la. Sao lúc nào cũng được la được? Con đang nghĩ gì mà lúc nào ba mẹ cũng la? Con đang chơi gì ba mẹ la con hả? Con đang coi ba mẹ la con. Ba mẹ la con làm sao? Con đang coi mà ba mẹ kêu đứng gì phanh tay hả? Con nghe rồi. Nãy con nghe coi. Nãy con bối đồ phạt luôn. Ba mẹ mới bối đồ phạt con. Đứng tay con. Mẹ con ta đứng tay con trước. Ba la con hả? Tại sao ba làm vậy? Tại ba mẹ thích làm như vậy. Đâu phải đâu. Vậy ba kêu ba gọi ba hỏi con bị lỗi gì? Con có nhớ không? Con bị lỗi gì? Con có lỗi ba mẹ mới la con chứ. Con làm lỗi vậy. Nãy con làm lỗi gì? À nãy con móc tay. Đúng không? Tôi làm móc tay con. Mà nãy tôi làm móc tay con về đi. Cả trời nữa. Hồi nãy ba đã la con nhiều lần rồi mà con không nghe. Mà ba đánh con. Ý là con nói vậy là sao ba mẹ không con vậy á? Sao con nói cho ba mẹ biết? Làm sao ba mẹ biết mà móc tay cho con? Để ba mẹ không biết. Thì đúng rồi, ba mẹ không biết phải rồi. Con phải nói ba mẹ mới biết được chứ. Tay con đau đúng không? Thì con phải nói ba mẹ chứ tại sao con lại móc tay hoài? Vậy là ai đúng hay sai? Con là sao? Con đúng hay con sai? Con móc tay đúng con sai hả? Nó lớn lên nói gì nữa xíu, nói lớn lên hồi nãy nó con giận ba mẹ, con ghét ba mẹ. Sai à? Giờ con sai đúng không? Con sai thì ba mẹ đánh con đúng chưa? Con làm người sai hả? Con móc tay đó, ba đánh con đúng chưa? Đúng. Vậy là con có lỗi trước. Con có lỗi đúng không? Ờ. Giờ do con hết đúng không? Sao do con hết? Thì con móc tay. Con có nổi. Con nãy con nghe coi tivi mình thường. Ba
ba cho con 5 phút vậy. Ba cho con coi 15 phút rồi. Mắt con đau nên ba cho con 15 phút thôi. Hôm qua mẹ nói sao rồi hả? Hôm qua mẹ nói là con cho con nghỉ 2 ngày xong rồi con mắt con khỏe lại. Vậy nghỉ 2 ngày là hôm nay không coi nữa nha. Mới hôm qua có 1 ngày à, đúng chưa? Vậy là hôm nay khỏi coi iPad, khỏi coi tivi nha. Mẹ nói là sao? Mẹ nói cho con nghỉ 2 ngày. Vì hôm qua là 1 ngày rồi, vì hôm nay 1 ngày nữa. Hết hôm nay là mới coi tivi, coi iPad. Ok. Ba mẹ trông con hoài mà con mắt con khỏe chưa? Chưa con. Ngày mai con phải vẽ lại. Vậy ngày mai mới coi. Đúng không? Đúng. Vậy hôm nay không coi nữa nha. Hôm qua con nói là cho ba mẹ là ngày mai con cái con mắt con cái làm như vậy nữa. Vậy con ngày mai con ngày mai nghỉ ngơi nữa là nữa coi rồi. Mà hôm nay khỏe chưa? Chưa coi đúng không? Đúng chưa? Dạ. Rồi nè, gì hả? Ba hỏi con nè, hồi đó giờ ba mẹ la con có la con cái gì sai không? Có cái gì? Ba mẹ đúng con à, ba mẹ la con à, ba mẹ vẽ con bao nhiêu tường à, ba mẹ quýnh tay con, ba mẹ lúc mà ba mẹ bỏ cũng phạt con ấy làm kia vậy á. Vậy mà con muốn ba mẹ làm gì? Muốn ba mẹ thương con. Muốn ba mẹ thương con như thế nào? Thương con, ôm con, hôn con, rút cổ ba mẹ cũng không có. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có 9. 9 cái gì? 9. 9 thùng mà. Có thiếu 10 nữa. Ba mẹ cho có hùng con. Ba mẹ thiếu hùng con 10 nữa. 10 ngày con mới hùng được. Mà lúc con ba mẹ cũng nè. Vậy mai mốt con muốn ba mẹ thương thì con ngoan nha, con đừng có lì nữa đi, con bỏ cái lì đi thì ba mẹ thương con nhiều hơn, chịu không? Thương con 100k luôn nha. Chịu không? Thương con 100k luôn. Vậy chịu không? Dạ. Rồi vậy con giờ con xuống con nói với mẹ đi, nói mẹ ơi, coi mốt con không bỏ cái lì, mẹ thương con, mẹ đừng có la con nữa.